sung nè các bạn. Cây sung trái rất là nhiều, thường á ngày Tết người ta hay xài hay sử dụng cái này nè. Ở trên mâm ngũ quả đó, là thường hay có cái khái niệm là một là cây sung hoặc là ghép lại theo thứ tự là cầu vừa đủ xài, có nghĩa là mặn cầu nè, đu đủ nè. Ở trái xài nè, ở đây cũng có cái trái xài nữa nha. Ở ngoài kia như là đang thu hoạch lúa thì phải, để mình đi ra ngoài luôn nè. Còn đây là vườn chuối. Chuối ở đây thì thấy có chuối chuối sim nè. Đây, cái cây chuối sim cái trái nó như thế này nè. Nếu mà có nếu mà mình không phân biệt được đó, thì mình nhìn vô trái của nó nè. Thì trái của nó thì ngắn mà tròn mập nha. Còn cái chuối già cui á thì cái trái dài hơn mà màu xanh hơn cái trái này. Ở đây mình không có thấy cái buồng nào là chuối già cui hết, chỉ thấy có chuối sim nè. Đây là cây bạch đằng Đà Lạt nè các bạn. Ý trong đi qua bển nha. Ở đây mình xin quay ngay tại thành phố Rạch Giá nó gần hơn nữa. Người ta cũng đang cắt lúa rồi đang xịt bắt cá. Mình đi theo qua bển coi luôn.
nay nó chạy. Rồi, cảm ơn mọi người.